Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay ngày 12 tháng 7, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay nhé. Các bạn mến, chỉ trong năm nay thì Samsung đã giới thiệu ít nhất 9 điện thoại smartphone nằm trong dòng Galaxy A và hiện đang tiếp tục triển khai thêm 3 model nữa. Các báo cáo mới nhất tiết lộ rằng một hoặc hai model thuộc dòng Galaxy A50 cũng sắp xuất hiện vì chúng đã được chứng nhận bởi Wi-Fi Islands. Và hai thiết bị với số model là SM-A561F và SM-A562N có thể là cùng một chiếc smartphone với các phiên bản khác nhau nhưng cũng có thể là hai sản phẩm hoàn toàn khác nhau. Trên thị trường hiện nay thì đã xuất hiện Galaxy A10e, Galaxy A20e với giá bán rẻ hơn Galaxy A10 và A20. Nhiều khả năng thì model mới sẽ chính là Galaxy A50e và giá rẻ hơn so với là Galaxy A50. Điều thú vị hơn là những số model này đã được phát hiện trước đó, vì vậy chúng không phải là Galaxy A90 hay là A60 sắp ra mắt. Ngoài ra thì cũng có một chiếc điện thoại với số model là SM-A507FN khác với các điện thoại đã được Wi-Fi Islands chứng nhận. Vì vậy thì chúng ta hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón thêm nhiều mẫu smartphone trong dòng Galaxy A này sắp được ra mắt nhé. Các bạn mến, hình dáng của Galaxy Note 10 Plus thì khá là giống với Galaxy Note 10. Tuy nhiên thì phiên bản Plus này dự kiến sẽ có phần cứng mạnh mẽ hơn và thêm một camera về sau. Theo dò dỉ gần đây thì Galaxy Note 10 Plus sẽ có màn hình Super AMOLED 6.75 inch, trong khi Note 10 thì sẽ có màn hình là 6.3 inch. Giống như Note 10 thì Note 10 Plus sẽ có màn hình đục lỗ ở chính giữa để đặt cam trước. Các viền màn hình của máy thì khá là mỏng, tuy nhiên là viền dưới sẽ dày hơn một chút nhưng vẫn mỏng hơn hầu hết các smartphone khác trên thị trường hiện nay. Dự kiến là Note 10 cũng sẽ được trang bị cảm biến vân tay siêu âm giống Galaxy S10. Và phía sau Galaxy Note 10 Plus thì sẽ có 4 camera, 3 trong số chúng nằm trong một cụm xếp dọc giống như Note 10. Trong khi đó thì camera thứ tư sẽ là một camera TOF nằm bên cạnh đèn flash. Và dự tính thì dòng Galaxy Note 10 sẽ không có jack cắm tai nghe 3.5mm và nút riêng dành cho trợ lý Bixby cũng sẽ bị loại bỏ. Phía trước của máy sẽ là một camera selfie 10MP, trong khi phía sau sẽ có cảm biến chính là 48MP. Máy dự kiến sẽ có pin là 4500mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W và sạc nhanh không dây, đồng thời là sạc ngược không dây cho các sản phẩm khác. Thiết bị thử nghiệm không mang OS sẽ là mẫu Mate 30 và ngay từ màn hình khởi động thì Huawei đã sử dụng hiệu ứng mới này. Hệ điều hành này sẽ có nhiều tùy chọn hơn so với EMUI, màn hình khóa và màn hình chính có thể thêm các tiện ích để truy cập nhanh là WiGet và các biểu tượng sẽ được thiết kế lại có hiệu ứng động để trông nó nổi bật hơn. Trung tâm thông báo mới, ô tìm kiếm được làm lớn, nhạc chuông, chế độ nhắc nhở đều sẽ được thiết kế lại. Đặc biệt là giao diện chụp ảnh của Home OS thì sẽ đơn giản hơn so với EMUI và có phần giống với Android gốc. Huawei thì đã phát triển Home OS từ 7 năm trước nhưng thông tin về điều hành này chỉ được hé lộ sau khi mà Mỹ đưa công ty Trung Quốc vào danh sách cấm. Nguồn tin nói rằng hệ điều hành do Huawei phát triển sẽ nhanh hơn 60% so với Android, hoạt động trên smartphone, nhà thông minh, ô tô hay là các thiết bị IoT. Thương hiệu Home OS đã được Huawei đăng ký tại một loạt các quốc gia trên thế giới, bao gồm khu vực Bắc Mỹ, châu Âu, Hàn Quốc, Australia. Ngoài ra thì hệ điều hành độc quyền của công ty Trung Quốc có thể có tên là AxOS nhằm dễ dàng tiếp cận với khách hàng toàn cầu. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay ý kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều về dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.